Xin chào các bạn nha. Hôm nay Lama Dam sẽ review một chiếc máy hát rất là to, quá khổ luôn, của nhà Lama Dam. Hay đây là chiếc Retro R5. Thì dòng Retro đặc trưng bên mình sẽ là bo tròn, cạnh bằng gỗ lạng, dây căng vải. Cái đoạn đầu thì đã phát một bản nhạc, thì mình muốn nghe cái bản này. Lý do là nó đánh bass rất là tốt. Đây là một cái máy hát ngoài cỡ, thì mình thích gọi máy hát hơn. Một số bạn thì hay gọi cái máy của mình là cái loa, thì mình không thích cái loa, nghe nó giống như loa kéo kéo. Mình thích gọi là một cái máy hát, mặc dù mình đang có một cái cuộc thi là render diễn họa một cái không gian có máy hát của Lamadam. Thì tên cuộc thi là thi render trúng speaker, chẳng qua là do mình thấy nó vần thôi, chứ cái bản thân thì mình không thích gọi là speaker. Nói chung là cái máy của mình nó giống như một cái music system hơn, một cái hệ thống phát nhạc thôi. Nó giống như cái loa đài vậy bạn, giống như vậy ha. Player rồi. Thì về cái tổng thể cái máy thì mình sẽ cho bạn xem lại các bạn. Máy bằng gỗ lạng ha, gỗ lạng và hoàn thiện bằng BU nước. Nói chung rất rất ở ngoài ngoại hình thì bên ngoài rất là ok. Nói chung là bên ngoài chắc là nhìn là sẽ thích liền á. Góc cạnh đó các bạn, bo tròn, đây là logo của máy. Một cặp dép JBL GTO 609. Đây là cái máy, cái đầu 930 của JVC. Đó, cái tổng thể như vậy ha. Các bạn thấy là so với cái CD thì cái máy rất là to. Rồi. Cái máy này là nó to do là mình muốn có một cái buồng hơi nó lớn. Mình cũng có một cái máy tương tự như vậy, đó là cái máy R4. Thì cái buồng hơi nó hơi nhỏ một chút, cho nên là khi mà lớn quá thì nó hơi hơi bị ù một chút, nhưng mà đảm bảo luôn thì máy nào cũng phải phát hết một cái phòng khách được hết. Nhưng mà khi mình vặn hết cỡ thì cái buồng hơi nó hơi nhỏ một chút. Nhưng không nghĩa là nó không hay nha các bạn. Rồi ở đây thì mình phát được CD, USB, jack 3.5 và Bluetooth. Thì mình đã thích nghe bằng những cái kết nối analog hơn. Còn cái nhạc là digital nha các bạn, nhưng mà ý mình nói là kết kết nối có dây hơn. Còn Bluetooth không dây thì mình thấy chất âm nó không không ổn lắm, cho nên mình ít nghe Bluetooth là như vậy. Chẳng thà mình chép nhạc vào USB để mình vô mình nghe. Vừa nó hay ngắt quãng do phí quảng cáo này kia, rồi vừa chất âm không hay, cho nên là Bluetooth thì mình nói chung là mình không ít nghe hoặc là không nghe luôn. Nghe CD à, mình có clip nói về cái việc là tại sao phải nghe CD. Cũng không hẳn là tại sao phải nghe CD, mà nên nghe CD vì lý do gì. Cái cân nặng của cái máy này là hơn 12 kg, cho mình rất là ngại khi ship. Thì bạn nào có nhu cầu mua hoặc là trải nghiệm thì sắp tới mình sẽ trưng bày ở một số nơi chúng ta có thể trải nghiệm được. Và do máy này thì thường thường các bạn đặt á, thì đặt trước khoảng 1 đến 2 tuần thì mình mới có thể làm được, do nhiều công việc cho nên là ít thời gian hơn. Và mình muốn là mỗi lần mình làm xong thì mấy ngày á, rồi phải có thời gian kiểm tra lại, test lại xem ổn hết hết thì mới giao cho các bạn. Bởi vì trục trặc thì vận chuyển tới lui nó rất là phiền. Cho nên mình mong muốn là mua là sẽ bán trực tiếp, hoặc là một số nơi ví dụ như Nha Trang hoặc là Đà Lạt thì mình sẽ có người để bán, và mình sẽ gửi ở đó. Các bạn đến nghe cảm thấy ổn thì chúng ta thanh toán và nhận máy. Còn hoặc là nếu như các bạn mua từ xa thì mình không thích bán từ xa, bởi vì mình đã bán một lần và người mua thì mình cảm thấy rất là thích, nhưng mà khi đem về thì chất âm không phù hợp. Mặc dù có rất là nhiều bạn thích cái máy đó và nghe nó hay, nhưng mà có thể không phù hợp với người khách đó thì lại không thích. Mình chỉ mong là lúc đó cứ nếu mà test được thì bạn nó không lấy thì có vẻ như nó hay hơn. Lấy rồi vậy thì về chất âm nó không có hợp phù hợp thì nó lại dẫn đến những cái là khen chê nó không hay. Mỗi người mỗi gu nha, mình không nói là nhạc hay là máy dở gì hết, nhưng mỗi người mỗi gu, không phù hợp thì chúng ta không nên đem về, nghe nó bực thêm. Ở đây thì kích thước rất là lớn, bề ngang này 60, sâu 28 gần 30 và cao là 23. Thì nếu như mà cái này có thêm cái chân nữa và để ở một góc phòng rất là đẹp, mà các bạn có một cái tủ để nó lên thì nó rất là hay. Trước đó thì cái máy to nhất của mình là cái máy R4 và cũng được bán được khá khá là nhiều á.
nhiều người, bởi vì cái sức công phá của nó có thể phát được ngoài trời luôn. Nhưng mà âm thanh nó cũng không có lớn bằng cái máy này. Máy này thì cái buồng hơi nó lớn hơn, cho nên nó đánh bass dội hơn rất là nhiều. Cái tổng thể chung nó như vậy. Và các bạn nghe ở đầu thì có thể không biết là quay qua cái mic này thì âm thanh nó như thế nào, nhưng mà ngoài thực tế thì đánh bass rất là giỏi. Mình đã test âm một lần rồi, thấy cũng đã có đoạn clip để giới thiệu cái âm thanh đánh nhạc rock này thì đánh nhạc trẻ thôi. Và với cái máy này thì có thể nghe được nhiều loại nhạc, nhiều kết nối. Nó bị vấn đề cái là nó khá là to và khá là nặng, cho nên là rất là khó để di chuyển cố định một chỗ, hoặc là thêm một cái bốn cái chân gỗ nữa thì nó sẽ trở thành một sản phẩm decor rất là thú vị. Có thể là đặt ở đâu đó để làm điểm nhấn cho một góc nhà, một góc phòng thì đều rất là hợp lý ha. Rồi sơ bộ nó giới thiệu là như vậy, sẽ còn sắp tới sẽ có một vài clip nữa để nói về nó kỹ hơn, hoặc là test một số dòng nhạc khác hơn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ La Madam và xem hết cái clip này. Rồi, chào tạm biệt các bạn.